má mình. Đâu ạ? À? Đâu ạ? À? Trời đất, tôi hỏi bà sao bà không trả lời? Bà đâu vậy? Không ngủ? Kệ tôi. Tía. Cái gì kêu giật ngược vậy? Hồi tối má ngủ trên đi băng hả tía? Sáng diện thấy má nằm ở trển. Tao đâu có biết. Tự nhiên bữa nay hứng người thích ngủ riêng vậy đó. Sao kỳ vậy ta? Kỳ gì? Không lẽ tía với má giận nhau vì cái tấm hình đó? Giận nhau? Nếu giận nhau thì ta còn biết là cái chuyện gì. Còn đằng này... Ủa mày nói hình gì? Tía biết gì hết hả? Bà có nói gì tao đâu biết. Để con kể cho tía nghe. Nha. Không biết nữa má. Ai vậy má? Ai mà đẹp gái dữ vậy má? Ai biết? Chuyện cũ của tía hả? Nói gì? Chứ gì nữa chứ tự nhiên má giận. Mà bà làm gì? Làm gì mặt mà giận hờn vu vơ vậy? Làm gì mặt hầm 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 như kẻ thù vậy? Ông còn hỏi nữa hả? Cái tấm hình này á mà ông giữ được mấy chục năm nay mà còn có cái trong tủ thờ nữa chứ. Tôi cũng đang muốn biết ông trả lời chuyện này là sao nè. Để coi. Cái này là... Là sao? Thì nó... Của ai? Bà nhớ ông Năm Hiệu không? Năm Hiệu đó. Năm Hiệu nào? Năm Hiệu bạn thân của tôi. Tôi có mượn cuốn sách của ổng. Rồi sau này cái ông dọn nhà đó mất tiêu à? Chà, liên can quá ha. Ủa liên can với sao ông liên can? Cuốn sách tôi mượn của ổng tôi chưa có trả. Lời tấm hình này chắc chắn nó nằm trong sách đó là của ổng rồi. Thì cứ cho là cuốn sách của ổng đi. Nhưng cái tấm hình này á, chưa chắc là đã của ổng. Nhưng mà chắc chắn không phải của tôi. Vậy chứ của ai? Cái này ở đâu ra? Tôi nhớ rồi. Tôi nhớ là hồi đó hình như là ổng có quen với một cô ở trên sân trên á. Rồi có dẫn tôi đi coi mắt một lần. Chắc chắn cái hình là của cô đó rồi. Lâu quá sao tôi nhớ được. Ủa? Coi mắt hồi nào tôi không biết. Trời ơi bà này ngộ chứ. Chuyện người ta tôi nói với bà làm cái gì? Lâu quá rồi tên tuổi mà mặt mũi sao tôi cũng nhớ nữa mà. Không nhớ hả? Ừ. Thì nhìn hình kỹ lại. Rồi nhớ cái gì? Tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện với bà rồi. Đừng có ghen tầm bậy tầm bạ cho người ta cười vô mặt mình đi. Chuyện như thế nào á thì chỉ có ông biết. Trời biết, đất biết. Cái tôi làm sao tôi biết được? Vợ chồng mấy chục năm rồi. Tính tôi sao? Bà không rõ hả? Vậy cái hình của người ta mắc mớ gì mà ông giữ. Ông bịa chuyện á, tôi thấy nó vô lý quá. Tôi khổ bà quá trời luôn á. Cuốn sách tôi mượn mà tôi coi mới có phân nữa à. Tôi đâu có biết trong đó có hình hay là cái gì. Ủa? Rồi mượn chi rồi coi có phân nữa. Dạ thưa chị Tư. Tôi mượn cuốn sách đọc tôi coi mới có phân nữa. Rồi vô tình cái tivi nó có chiếu cái phim ngay cuốn sách đó luôn. Cho nên là tôi coi tivi tôi không coi sách nữa. Chị Tư hiểu không chị Tư? Nè, cái tấm hình này á là nằm ở trong cuốn sách dạy đánh cờ. Chứ không phải trong cái cuốn tiểu thuyết mà ông nói ông coi tivi nó chiếu.
Ông nói chuyện á càng lúc càng vô lý quá à ông Tư. Tôi bực bà rồi đó nha. Cứ nói như thế này điều tra tôi vậy. Chặn đầu chặn ngõ tôi hoài hả? Tôi nói là tôi mượn ông duy nhất cái cuốn sách đó thôi. Tấm hình này không phải của tôi, không phải của tôi. Bà hiểu chưa? Ông liệu hồn không á? Chị gái, chị gái, chị gái. Có gì không? Chị đi xe ôm không em chở cho? À, thôi không cần đâu, cũng gần tới nơi rồi. Thấy chị lạ mặt, chắc chị trên Sài Gòn mới về đi hay gì đúng không? Tôi xa quê á, hơn 20 năm rồi, bây giờ mới về thăm nè. Ủa, nói vậy là hồi nhỏ chị ở đây hả? Ừ. Vậy là người con xa xứ hen. Ừ, đúng rồi. Chị lên xe tôi chở cho lấy ghẻ cho. Trời này dễ mưa lắm á. Thôi, tôi muốn đi bộ để ngắm cảnh luôn mà. Thôi cảm ơn nha. Không đi hả? Cháy quán rồi, cháy quán rồi. Cháy ở đâu, cháy, cháy cái gì? Ở đâu, cháy, cháy ở đâu? Trời ơi, con không la ăn trộm vô dọn hết cái quán này cô cũng không hay nữa. Mà có chuyện gì không? Có chuyện quan trọng. Chuyện gì quan trọng? Lấy ly trà đá đường uống cho đỡ tụt huyết đi, kể cho nghe. Thì kể trước đi. Mà tao công nhận ở nhà mày á nha, mày đàn ông con trai mày còn nhiều chuyện hơn tao đó. Ngày nào có chuyện để kể hết trơn á. Giờ nghe không? Nghe chứ, tao lúc nào tao phải cập nhật thông tin để tao còn đi phát nữa, hiểu chưa? Kể hứa lấy nha. Ừ. Một chuyện đông trời luôn. Sao? Hồi nãy trên đường con đi qua quán nè, con gặp một người. Gặp một người? Có chuyện đó quan trọng, chuyện đó bình thường ngoài đường, tao đi bình thường. Một người phụ nữ thì cũng bình thường. Chừng nào mày gặp một người không phải phụ nữ mà không phải phụ nam mới là đáng, mới không bình thường nha. Nhưng mà đặc biệt là người phụ nữ đẹp hú hồn luôn. Cái này bất bình thường nha. Cái gì mà người nào mà đẹp hú hồn, đẹp hơn tao hả? Trời ơi, đẹp hơn cô nhiều luôn. Sao? Ai? Ở đâu? Đoán đi. Không đoán nữa, mày nói luôn đi. Ai? Quen hay lạ? Lạ với con, mà quen với cô á. Cái chị đó chỉ nói là về thăm quê. Người con xa xứ xẻo lá. Xa xứ có nghĩa là đi lâu rồi, bây giờ mới về xăm quê. Có nghĩa là tao có thể quen, đúng không? Chị ơi, cho em hỏi đây có phải là quán của chị Diễm Hồng không ạ? Kiếm Diễm Hồng hả? Dạ đúng rồi, em kiếm Diễm Hồng hả? Diễm Hồng nè. Chị là Diễm Hồng? Đúng rồi. Em là Ánh Nguyệt nè. Chị không nhận ra em hả? Ánh Nguyệt? Hả? Ánh Nguyệt? Có cậu Bảy? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Chị! Trời ơi. Đi đâu mà mấy chục năm giờ mới về vậy? Ôi, cậu Bảy chết chị cũng không về là sao vậy? Ôi, anh hai, anh giận dữ lắm đó. Em cũng khổ tâm lắm chị, mặt mũi đâu mà về. Khi mà em biết á thì đã muộn rồi. Nhưng mà chẳng lẽ cả đời này em không được về đây sao chị? Đúng rồi, mình phải về thăm quê chứ, thấy không? Thôi, ngồi đây. Trời ơi. Xí. Gì? Ủa, bộ cái chị đẹp đẹp này là em của cô Hồng hả? Ừ, đúng rồi. Em cô cậu với cô Hồng đi mấy chục năm rồi mới về đó. Trời ơi là trời, lạ quá trời luôn mà đẹp nữa. Dạo này ở đâu? Rồi chồng con sao? Về để được bao nhiêu lâu? Chắc vài ngày hả chị? Trời ơi, gì về có mấy ngày vậy hả? Đi, ngồi đó hoài nhiều chuyện đó à. Ủa, cà phê sao bữa nay cái gì lạ lạ vậy? Đổi hiệu khác nè hả? Làm gì có chuyện đó. Cà phê cũng vậy à. Đường đá gì cũng vậy, chỉ có người pha là nó khác à. Có người mới hả? Ừ. Đừng nói tôi là con em gái hay là chị gái gì kìa. Còn gì nữa gái.
con gái thiệt luôn. Gái mẹ. Đây, tên 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 tên. Anh Tân. Ủa, cô, à mà em... Anh không nhận ra em hả? Ờ, cô, em... Nguyệt. Trời ơi, em về nào vậy? Dạ em về hôm qua. Em có nghỉ hôm qua. Em về, có về nhà bển chưa? À, em về rồi. Nhưng mà anh hai không có cho vô nhà. Mà sao tự nhiên rồi em quay về đây vậy? Cuộc sống tốt không? Dạ, có gì đâu mà không tốt. Chẳng qua là tại vì lâu quá em không về thăm quê, cho nên em về em thăm chị Hồng nè, với lại mấy người bạn cũ. Thăm mấy người bạn cũ hả? Chắc có tôi đó đó. Thiệt không vậy? Dạ thiệt mà. Thề đi. Thề. Cá chê chui ống. Bà Hồng ơi, tự nhiên mà đứng đây tôi thấy nó dư á bà Hồng. Biết thôi Nguyệt, ngồi chơi giúp Nguyệt. Ngồi đi nha, ngồi đi. Ra kêu tía bà vô ăn cơm. Dạ. Sao? Tía kêu tía không có ăn. Tía chưa có đói. Con má ăn trước đi. Thơ thẩn thẩn. Chiều chơi thờ bé, anh hay kéo mó cao, chờ em nơi xóm nghèo. Những chiều tan trường, bình thường hay xìu nhau, hay mơ ước ngày sau. Trời ơi, cái bông này nở đẹp dữ ta. Những chiều tan trường, mình thường sao hay... chưa vô ăn cơm mà còn đứng đây? Tôi chưa có đói. Mình thường hay dìu nhau chung mơ. Thường khi tới giờ này là ông hối dọn cơm không kịp rồi, giờ chưa đói. Khi em vu quy là ông sao? Gì anh, giờ tôi thấy có gì kỳ lạ lắm rồi nha. Ủa, kỳ lạ sao? Đi uống cà phê mà từ sáng sớm cho tới trưa trật mới gì à? Rồi về tới nhà cái là cứ thơ thẩn thẩn rồi hát nghiêu ngao mình. Tôi mệt bà ghê thiệt chứ. Tôi đi công việc của tôi. Không lẽ là mỗi lần tôi đi là tôi phải báo cáo bà, đi phải thưa bà. Tôi là chồng bà chứ phải con bà đâu. Giết được bà quá đáng quá. Nè, anh uống đi. Ấy chọc ghẹo. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Trong cuộc đời này á, người mà em có lỗi nhiều nhất chính là anh đó. Em đừng có nói vậy. Thôi, bỏ đi nha. Anh uống nước đi. Em ít uống vậy cái làm tôi cũng mít mũi lòng theo rồi. Bỏ đi. Dạ. Chính mắt con thấy đúng không? Chính mắt con thấy mà. Con thề luôn á. Hẹn kia hổm rài, ngán cơm, thèm phở rồi chứ gì. Thèm phở. Má đâu má? Má. Cô Hồng, tôi nói cho cô biết nha, cái chuyện gì mà cô giấu á, tôi cũng đã biết hết trơn rồi. Cô đừng có bao che mà phá hoại gia đình của người khác, làm gì thất đức lắm đó cô biết không? Tôi bao che chuyện gì chứ? Chị nói gì tôi không hiểu gì trơn vậy? Chị em cô toan tính cái gì?
Tưởng tôi không biết hả? Đừng có khi dễ tôi, không có gặp mắt nhìn đời nghe. Tôi toan tính chuyện gì thì nói cái chuyện gì kỳ quá vậy? Kỳ hả? Cô á đang gài em cô cho ông Tư đúng không? Chị á càng ngày càng ăn nói quá đáng rồi nha. Chị mà nói quá tôi có nể chị đâu đó nha. Không nể hả? Không nể làm gì tôi? Không đánh tôi hả? Nhào vô. Bà làm gì? Bà tính bà nổi điên từ khi nào đây? Cái chuyện không có gì mà làm rần hết trơn. Mất mặt mất mũi chưa? Ông với bà Nguyệt bà Trăng gì đó dám làm bậy á mà còn sợ mất mặt nữa hả? Tôi làm gì vậy? Chỉ là bạn bè cũ gặp lại rồi mời đi uống ly cà phê à. Con nhiều đó cũng ghen bóng ghen gió. Vậy chứ nãy hai người đi đâu? Nếu mà tôi không tận mắt nhìn thấy á, ông còn qua mặt tôi tới bao giờ nữa ông Tư? Tôi đi công việc của tôi, rồi cậu có gian qua thăm bạn của cậu. Bà đừng có vô lý quá nghe. Phải rồi, tôi làm chuyện gì cũng vô lý hết á. Còn ông làm chuyện gì cũng có lý hết á. Ôi trời đất ơi. Má ơi, má, có chuyện gì vậy má? Từ từ má, có chuyện gì thì từ từ tính mới làm như vậy. Ông để cho má đi, để ông rảnh rang mà đón người yêu cũ của ông. Má à, tía Nhái má... ơi, má khổ quá. Chắc má không có sống nổi nữa đâu. Thôi, để má về bên ngoài má sống. Tía, tía xin lỗi má đi tía. Lỗi cái gì? Tía đâu có lỗi gì phải xin lỗi. Má ơi, từ từ má. Má, má ơi, má. Tía. Chị đừng có hiểu lầm. Tôi với anh Tư á chỉ là những người bạn với nhau thôi. Cái đó là tự cô nói thôi, chứ tôi sao mà biết được. Chị tin cũng được, không tin cũng được. Lần này á tôi về đây á là có công chuyện, với lại cũng để thăm quê nữa. Còn cái chuyện mà tôi với anh Tư gặp nhau á cũng chỉ là tình cờ thôi. Thiệt như vậy không cô? Tiếp. Hay bây giờ tía gọi điện làm lành với má đi, rồi má về má lo cơm nước cho tía. Tía điện hoài bà không có bắt máy. Đúng rồi, ai nghe ta giận sao ta nghe. Anh chị đúng là hai vợ chồng luôn á, ngay cả cái tính cũng giống nhau nữa. Ảnh á hay ghen, chị cũng vậy luôn. Chị suy nghĩ thử coi, chị với ảnh á sống với nhau mấy chục năm nay rồi. Đáng lẽ chị phải là cái người mà hiểu ảnh nhất chứ. Ảnh có khi nào mà ảnh làm điều gì sai với chị chưa? Dạ. Tía hả? Ồ, tía cũng có ăn nhưng mà tía ăn ít à. Con thấy tía cứ buồn sao á. Dạ. Sao tía suốt ngày cứ mở radio ngang mình vậy á, không biết nữa. Dạ. Alo, tôi nè. Bà đừng cướp máy. Alo, tôi xin bà đó. Bà alo đi, tôi vui. Đi. Alo. Nói chuyện rồi. Bà này, tôi xin lỗi bà nghe. Tôi không biết ăn hết nói, tôi lớn tiếng với bà. Tôi hứa là từ nay về sau không có vậy nữa đâu. Tôi thề với bà luôn á, tôi với cái cô Nguyệt đó không có gì hết trơn trội á. Không có gì? Vì sao giữ hình của người ta? Tôi xin lỗi bà, tôi nói dối bà cái chuyện tấm hình. Tại vì tôi sợ bà hiểu lầm này nọ, cho nên tôi mới nó gạt bà. Bà đừng buồn nha, bà cho tôi xin lỗi nha. Thiệt không? Thiệt mà, tôi nói thiệt đó. Không có gì với người ta, nếu mà tôi có gì với người ta, sao mà hình của người ta để đâu tôi không nhớ, đúng không? Cái đó là cái thời đó là chỉ cái đó là mấy cái năm quen biết cái đầu đời nó bồng bột lắm, chứ làm sao mà bằng được cái tình cảm tôi với bà mấy chục năm lần, đúng không? Ông thề đi. Ừ, tôi thề đó.
Ừ, bà về với tôi đi nghe. Bà về với tôi đi rồi bà muốn đánh, muốn đập, muốn làm gì tôi cũng chịu hết trơn á. Đó là ông nói đó nha. Thôi qua rước tôi về liền đi. Ok, tuân lĩnh bà xã. Rồi cứ bán, cứ bán nha. Tụi ba sao tiếp? Thành công rồi. Thì hả? Có nhà nấu cơm nước ngon ngon đi, tao đi rước má mày về. Ok, ok. Ông vậy? Ông có nghe sớm trên nó cũng mở một cái homestay giống mình á. Sao không nghe? Búa lân rùm trời đó. Bữa đó mấy nhỏ nhà mình cũng có đi coi á. Tôi nghe nói ở bên đó hả, người ta làm hoành tráng lắm, đầu tư dữ lắm. Vậy chứ bên mình không hoành tráng sao? Cái đó cũng ngon lành cành đào chứ bà nói sao? Nhưng mà mình không lại người ta đâu. Sao bà biết? Thiền tám nhà mình đó, nó đi thám thính ở bên đó, về kể tôi nghe. Bên đó nghe tivi mới toanh, phòng ốc hả khang trang lắm, mới toanh, máy lạnh cũng mới luôn. Bây giờ muốn làm ăn lớn phải chịu khó đầu tư chứ, chứ làm bây giờ lom com đụp sụp đó ai ngỡ. Mình á cũng tính lại đi, tôi giao cho bà đó, mẹ con bà tính đi, cứ mua sắm cái gì mua sắm. Vậy giao cho tôi hen. Ừ. Ừ, có gì mai tôi tính. Ừ, vậy nghe. Ừ. Bao nhiêu tiền mình đầu tư vô homestay hết rồi, rồi còn thêm bộ năng lượng mặt trời nữa. Giờ nhà còn bao nhiêu tiền đâu? Mình phải triệu tập cuộc họp gấp. À, còn nhiều. Trời đất ơi, mấy cha con ông gom được có nhiêu đây hả? Trời ơi, tiền cà phê bà đưa tôi cái tháng này đó, ông bữa nay đó, à, tiền là tặng còn đựng như tôi gom tôi đưa bà hết đó. Từ đã sắp tới uống cà phê chịu đã đó. Còn con á, từ ngày về đây tới giờ con đâu có đi hát hò gì được nữa đâu mà có tiền má. Con á thì còn con heo đất, mà má cần bao nhiêu? Con có được nhiêu? Dạ, nếu mà vét hết luôn á chắc cỡ 5 triệu à nha. Nếu vậy thì mình thiếu chắc cũng cỡ 15-20 triệu á. Thôi đi vay ngân hàng đi cho nó gọn. Thôi, có nhiều vay ngân hàng giấy tờ thủ tục mệt lắm. Vậy tôi hết biết rồi đó. Má. Ừ? Thì coi mượn ai đỡ đi má. Ờ, để má tính. Ờ, bà tính đi, chứ tôi bó tay rồi đó. Chán dữ vậy trời. Giờ biết tiền đâu bây giờ? Hay là mình qua mượn chị Xuôi? Không được, mới xu gia đi mượn tiền kỳ lắm. Không được, làm cách nào bây giờ? Ủa, cho vay tiền nè. Trời giúp mình rồi. Trời ơi, cảm ơn ông trời. Cầu được ước thấy. Sao mà biết tôi đang thiếu tiền vậy trời? Như có số điện thoại nè. Có số điện thoại đây nè. Dạ, con là Thiện. Đầy đủ là họ Lương tên Thiện. Mèn ơi, ta nói nghe cái tên đó là tin tưởng liền luôn á. Lương Thiện. Dạ. Cô nghe tên con cũng biết, con là luôn luôn làm việc thiện, luôn luôn làm phước, giúp người, giúp đời.
À, hôm trước cô có nói với con là đó, cô cần vay 20 triệu, rồi giấy tờ thủ tục làm sao? Dạ, đây, hợp đồng con đã soạn sẵn rồi. Cô chỉ việc ký tên vào là nhận tiền liền. Ký tên là nhận tiền liền luôn dạ. Hả? Trời ơi. Công ty con á, là với phương châm luôn mang sự thuận tiện cho khách hàng mà, giải quyết trong 30 giây. Ờ, vậy rồi có cần giữ hộ khẩu hay là sổ hồng sổ đỏ gì không? Dạ cái đó con không cần đâu ạ. Không cần? Dạ. Công ty cậu, trời ơi, không sợ người ta giật hả? Dạ con tới nhà cô, con cũng biết nhờ cửa cô ở đây rồi. Không lẽ cô bứng cái nhà này đi được hay sao mà sợ? Ờ ha. Tiền cô đâu? Dạ đây là 16 triệu. Ủa gì kỳ vậy? Cô vay 20 triệu mà. Dạ công ty con thu phí dịch vụ là 20%. Trời ơi, cái phí dịch vụ gì mà cao dữ vậy? Rồi 16 triệu sao đủ? Dạ công ty quy định là như vậy, cô không chịu thì thôi, không sao đâu ạ. Ờ trời ơi, 16 triệu. Thôi kệ, từ từ rồi kiếm thêm sao. Rồi tôi vay 1-2 tháng gì đó rồi tôi bán lúa bán heo tôi trả. Dạ vậy mình bắt đầu từ hôm nay nha cô. Ờ. Dạ thưa cô con gì à. Cô hai. Ủa cậu hả? Trời ơi đem mất kiến tưởng ai. Dạ sao hôm qua con gọi cô không bắt máy? À hôm qua cái điện thoại đang sạc pin cho nên gọi không có hay. Gọi cô có chuyện gì không? Có chứ cô hai. Con nhắc cô đóng tiền lời. Giỡn hoài, chưa được tháng tiền lời gì. Ủa tiền của con đâu có tính tháng, tiền của con là tính ngày. Ủa sao trong hợp đồng không có thấy ghi cái đó? Ghi cho cô đi thưa con hả? Cái này chỉ thỏa thuận bằng miệng thôi. Ủa bằng miệng hôm bữa đó tôi không thấy cậu đâu có nói gì đâu. Tại cô cũng đâu có hỏi đâu nè. Trời ơi ăn nói kiểu gì à, sao mà lật lia lịa vậy? Nè đừng có làm kiểu đó là ném lừa đảo đó nghe. Cô nói gì? Ai ai lừa đảo gì cô? Làm gì dữ hả? Thì đừng có cái kiểu đó nha. Tôi đi thưa cậu đó. Cô nói gì? Thưa hả? Thưa đi, thưa đi. Coi tôi có hầu không? Giờ cậu muốn gì? Dễ mà, trả tiền là xong. Tiền đâu mà đợi ngang không có. Vậy là tính không trả phải không? Không có lấy gì trả. Giỡn mặt hả? Ê! Mày làm gì má tao vậy? Tâm tâm. À thì ra là hai má con. Chứ không lẽ hai chị em. Mày lại hiểm tấn công má tao giữa đường vậy? Mày trả tiền tao đi. Tiền gì mà trả, bị khùng hả? Tiền má mày nợ tao chứ tiền gì. Hả? Nổi hồi nào? Có nợ đâu. Ờ à, thiếu hồi nào? Tao nói cho mày biết nha. Nhà tao không phải nhà nghèo khổ đi thiếu tiền mày nghe chưa? Mắc cười. Bây giờ sao? Bây giờ mày đi không? Tao nổi máu đàn ông lên đó nghe. Mày đi không? Tao đi công an bắt mày đó. Bới người ta, bới công an hàng xóm mày nói cướp má tôi nè. Bới người ta, công an ơi, công an ơi. Má con mấy người giỏi lắm, cô kỳ hẹn ngày mai không trả thì đừng có trách. Ôi trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cỡ hết hổ chưa. Cái thằng nó mặt nó dữ quá, con gồng mệt muốn chết vậy đó. Ủa má, mà nó là ai vậy, sao nó chặn đường nó tấn công má vậy? Má đâu biết nó là ai. Trời ơi, vậy là nó tính dàn cảnh nó cướp má rồi đó. Bởi vì con nói á, mai mốt đi chợ á, nếu mà anh Bảy không chở đi thì má kêu con chở má đi cho. Chứ má điên mịn vậy nguy hiểm dữ lắm. Ừ, nha. Thôi mình đi chợ để má đi với con nè. Thôi con, mình đi đường khác đi. Sao vậy, đi đường này mới ra tới chợ được. Đi đường này thì con. Mà má nó sợ nó dữ vậy. Thì đâu có gì đâu, đi mà. Ông tao biết được cái thằng nào mà chơi cái kiểu này ngang, nha. Tao bẻ lỡ tay cho mà coi.
Thì chắc là mấy đứa con nít nó giỡn á mà. Giỡn cái gì? Cái này nó về phá hoại chứ giỡn cái gì? Nhà nó sao nó không vô nó giỡn đi, nó lại nhà mình nó quăng kiểu này ra. Bà biết cái này cũng tiền không nè. Cái này là phá hoại nè. Rồi hai mấy đứng sừng sững đây làm gì? Dạ. Hai thằng bơm nước rửa cho sạch à. Dạ dạ dạ. Còn bà không vô đứng đây làm gì nữa? Làm gì mắt mày ngơ ngơ ngác ngác nhìn lát mắt không? Vô. Bực mình thiệt. Ủa, tí má kêu anh về có chuyện gì gấp hả? Kêu qua bển rửa nhà. Rửa nhà? Ủa, bộ ở nhà có tiệc tùng gì lớn hả? Tiệc tùng gì đâu, bên bển bị khủng bố. Trời đất ơi, khủng bố? Là sao? Là có chuyện lớn á. Con hả? Dạ. Làm má tưởng ai hết hồn. Má đi vợ hả? Ờ. Con cũng đi nè. Còn với má đi chung nha. Ờ. Đi chung cho nó an toàn. Dạ. Đi. Mà má, anh Bảy á, anh kể hết chuyện của má cho con nghe rồi. Cái thằng. Má ơi. Má. Bảy con hả? Cái gì vậy? Gì á? Tía rồi mà. Trời đất. Tía mày đi uống cà phê rồi. Chửi. Trời đất. Tiền ở đâu mà con có nhiều quá vậy? Dạ tiền con bán vàng cưới á. Sao tự nhiên vàng cưới mà đi bán vậy? Thì bán đi, sau này có sắm lợi. Giờ má giữ giải quyết chuyện trước mắt đi. Con làm má áy náy quá. Có đồng má. Rồi vợ con nói sao? Dạ. Vợ con hả? Sáng nay ra chợ bán vàng cho má đó. Con nhỏ thiệt tình. Vậy mà sáng ra chợ gặp má không có nói năng gì hết. Má cảm ơn hai đứa nhiều nghe. Con cái nên làm vậy mà má. Nè, 8 triệu nè. Cầm đi rồi đi lẹ đi. Rồi hợp đồng đâu? Trả đây cho tôi chứ. Đây chỉ mới là tiền lời thôi. Cái gì? Gì lật lọng vậy? Vậy thì sao? Nè, đừng có ép người quá đáng nha. Vậy giờ bà có tính trả hay là không? Tiền đâu trả? Đó là chuyện của bà. Tôi kỳ hạn cho bà là 3 ngày. Trả cả gốc lẫn lại là 30 triệu. Cái gì? Cái gì? Tới 30 triệu lận hả? Tiền đâu trả? Cậu có giết tôi cũng không có nữa. Tiền không trả thì đi đứng cho cẩn thận. Cậu tính làm gì tôi? Tới lúc đó thì biết rồi. Cắt cổ mà. Trời ơi, tía má ơi, hột dịch nữa. Cho ăn gì kỳ cục vậy trời. Bữa nào cũng hột dịch hết trơn vậy? Thì tại mấy bữa nay chân tôi nó đau, không có đi chợ được. Chịu khó ăn trứng vịt vài bữa nữa đi. Trời ơi, ăn trứng vịt bữa nay là 5 ngày rồi đó má. Hột vịt luộc, hột vịt chiên, hột vịt kho, hột vịt trứng. Ăn riết dùng cái mặt tấm đàn y như cái trứng vịt. Riết rồi ngủ nằm chỉ bao thấy nằm ở trong cái chuồng vịt ngủ luôn. Vậy mà tôi đổi hột gà nha. Hột gà, hột vịt cũng y vậy cái gì.
Rồi chân cẳng sao không đi khám đi? Đâu có làm sao, tại tôi bị phong thấp, tôi mua thuốc uống rồi. Rồi thôi mai nghỉ vài bữa đi rồi đưa tiền cho ông Tám nó đi chợ. Ý kiến hay á Tía, để con đi chợ cho. Thôi đâu có được, ráng một hai bữa nữa đi má bớt chân má đi. Ừ nhưng mà sao đâu không được đâu, mày ăn thì chợ vậy lắm, đưa mày chắc mày cho ăn trứng cút chứ không được ăn trứng vịt nữa. Tía này. Tía gì? Ăn cơm đi kìa. Phật thánh thần thiên địa ơi, cái quân ngũ nào mà nó tàn ác sát nhân thiệt chứ. Mới ngày hôm qua đã quăng ba cái nước sân vô đầy nhà đầy cửa bữa nay, ba cái mắm tôm này nó thúi rùm thúi Phật. Con nghĩ chắc không phải ai quăng đâu Tía ơi, cái này chắc là người ta đi ngang cái làm rớt á Tía. Làm rớt đâu trong sân mình? Bà giấu tôi chuyện gì phải không? Cả nhà đang giấu tôi chuyện gì? Hai thằng bay gây ra chuyện này phải không? Con đâu có gây ra chuyện gì đâu Tía. Dạ con cũng không có Tía. Giấu tao mà tao biết được ha, tao đập gãy vỏ hết trơn á. Chỉ cho ai? Ai vô đây? Ai? Không nói là tao đập chết á. Tao không phải chơi đâu. Ba hả? Tôi. Trời đất ơi. Thì hết biết cái gia đình này chứ. Bà không có coi tivi, không có tin tức, không có thời sự hả? Tivi toàn ông già ông coi hết. Có đâu tôi coi. Còn chả treo nữa hả? Bà biết dướng vô cái tụi đó đó, chẳng khác nào dướng vô cái ổ nhện nhện vậy đó. Nó ngồi đó nó hút máu mình. Tôi biết tôi sai rồi. Hèn chi, hổm rày tôi nghi nghi rồi, không dám đi chợ. Cà thục cà ló, cà thục cà ló, sao bếp mặt mày thì ngơ ngơ ngát ngát. Cho Tía con tôi ăn hột vịt luộc không? Ba con vịt đẻ không đủ bà lụm luộc. Thôi mà Tía, dù gì má cũng lỡ rồi, má cũng đâu muốn vậy đâu Tía. Đúng rồi đó, tôi cũng chỉ nghĩ là mượn một hai tháng gì thôi, đâu có dè nó ra nông nổi vậy. Bởi vậy chỉ còn có cái cách là bán nhà, trả nợ, rồi cả gia đình kéo nhau đi ăn mày. Tao đi trước, má mày đi sau, kế tôi tụi bay đó, mỗi người cái lon. Tía vậy Tía cho ông xin thêm hai cái đi Tía. Cho mày hai cái nữa, cho con nhái vợ mày với thằng cóc con mày đó. Cóc nhái gì cho đi ăn mày hết. Tao nói vậy thôi. Bây giờ tao suy nghĩ là chỉ còn một cách là bây giờ đi báo với chính quyền để nhờ chính quyền người ta can thiệp thôi, chứ tao hết biết đường tính rồi. Chào cô hai, hôm nay hẹn tôi ra đây chắc là có tiền rồi đúng không? Cái gì? Bà định giỡn mặt với tôi đó hả? Ra đi, để đi giết má mày. Dạ dạ dạ. Nè nè, anh kia, đứng lại đó. Giới thiệu với anh, tôi là công an xã. Em có làm gì đâu anh. Thì anh đứng đó. Làm hay không á, tao biết hết rồi. Chối cãi gì nữa. Này chàng trai, bữa họ mới dữ dằn lắm mà, hổ báo lắm mà, sao bữa nay yếu xìu vậy trời. Quan cho em quá cán bộ ơi, em vô tội. Quan cái gì? Chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng của anh về việc mua cho vay nặng lãi. Mời anh theo chúng tôi về cơ quan để hỗ trợ điều tra. Đi. Đi mày. Đi. Đi. Đi mày. Bà này đi luôn. Ra bà này ở lại. Ơ Tía má, đợi con với. Trời ơi, công nhận luôn á Tía. Hai Tía con mình nó phối hợp lại bắt cái ông nó gọn hơn à. Ôi trời, ông toàn là núp với trốn không bắt cái gì. Giờ này ra đây nổ đang lập công hay gì? Thì con cũng núp sau lưng Tía chứ đâu.
giống như hai tía con mình á là đồng minh vậy tía. Trời đất ơi, đồng minh mà núp sau lưng tía rung như cầy sấy. Thôi thôi thôi, không dám làm đồng minh với mấy ông đâu nhá, như thuận đế. Trả xong được hết nợ rồi thấy nhẹ hết cả người á. Lần này đó cho bà rút kinh nghiệm nha, mai mốt muốn làm gì đó phải bàn bạc với tôi cho nó kỹ à. Thì cũng tại ông nói tôi tự ý muốn làm gì làm. Tôi kêu bà tự ý muốn làm gì làm là tôi tưởng đâu là bà làm cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, ai dè đâu bà phóng một cái muốn lên tới trời vậy đó. Không nhận bà gan nữa chứ. Ủa mà tiền đâu ông có, ông trả nợ cho tôi vậy? Tiền của ông qua đời nó cho mượn đó. Vậy mà tôi tưởng của ông. Tôi làm gì có tiền, có gì tôi gom góp đưa bà hết rồi, còn tiền đâu ra nữa. À, muốn hỏi gài phải không? Muốn hỏi gài tôi chứ gì. Tôi không có quỹ đen, lập quỹ đen riêng. À, đừng nhắc đen đỏ với tôi nữa. Tôi bị một lần rồi, tôi tẩn tới già. Có 2 triệu chứ nhiêu. Bà thấy gì đó, bà lì đòn lắm. Chú em, chú em. Kêu ai hả? Cho tôi hỏi thăm, chú em ở đây biết nhà nào bán rễ sim không? Cái gì? Bán gì? Rễ sim. Trời trời, ở đây toàn ăn trái sim không chứ có ai mà ăn rễ sim đâu bán. Vậy là chú em không có biết gì hết trơn á. Bữa nay á, rễ sim rất là có giá. Tôi đang đi vòng 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 ở đây nè để thu mua rễ sim á. Có biết ai không? Chỉ tôi đi. Không, không ai bán rễ sim đâu. Mua cá không? Không. Thôi cảm ơn nha. Rễ sim mà đi mua gì trời. Chú ơi. Gì mày? Dạ chú cho con hỏi thăm. Thăm gì? Nhà mình có bán sim không chú? Dạ này làm gì bán sim, muốn mua sim ra tiệm tập quá kìa. Dạ con cảm ơn chú. Chú con đi. Khùng cái gì tự nhiên vô đây hỏi mua sim điện thoại. Điên. Chú em. Dạ. Hỏi gì chú? Tôi đang đi mua sim á. Dạ. Ở đây chú biết chỗ nào bán sim không? À, dạ biết. Bây giờ đường thẳng này nè, tới ngã ba nè, quẹo phải, tới ngã tư cái chú quẹo trái thì tới ngã năm cái co lại như nè, nha. Cái có cua xét cặp xét nè, cái quẹo một cái là có tiệm tập quá, cái chú vô đó mua. Hoặc không á, kế đó có quán cà phê Diễm Hồng á, vô đó cũng có bán nữa. Tôi đi mua sim mà với số lượng nhiều á. Số lượng nhiều á? Ừ. Chú lên thành phố á, vô mấy cửa hàng điện thoại di động á, bán rẻ hơn đấy. Không phải, mua sim mà sim vườn nhà trồng á. Là tức là rễ cây sim á. À, vườn nhà chú em có trồng sim không? Dạ không. Vậy có biết chỗ nào chỉ tôi đi. Rễ sim bữa nay rất là được giá. Tôi mua tới 50 ngàn một ký luôn đó. Trời. Ờ. Có giá gì vậy? Chú biết ở đâu chỉ tôi đi. Dạ không biết. Nhưng mà có rễ sim gần được không? Ờ nó đó. Sim gần nha. Ừ. Sim gần thì bây giờ chú đi. À, không ấy bây giờ chú về đi. Để con tự đào rồi con bán chú được không? Tất nhiên là được rồi. Trong này có số điện thoại của tôi nè. Dạ. Khi nào mà có số lượng nhiều rồi đó thì alo cho tôi tới, tôi mua nha. Dạ 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 dạ. Vậy hết. Dạ. Có gì alo tôi liền nha. Dạ có alo liền. Dũng Quýnh. Đàn cò trắng bay về nơi tả ngàn, nhắn dùng anh nơi hồ ngàn nhớ chàng. Ui mày cò. Ê ba hít, tao thấy mày hít giết gì quên tên mày ba lít luôn á. Chạy đâu mày? Ui cái gì ba hít? Đi đâu ra ruộng trễ vậy? Hôm nay không có đi ruộng mà đi làm chuyện đại sự. Là gì? Đi đào rễ sim.
Đào ghế sim chuyện đại sự. Ủa mà Đào làm gì? Bán, đang có người thu mua giá cao lắm, 50 ngàn một ký luôn á. Ê, phải cái ông già già mà mấy bữa nay chạy chiếc xe máy xuống dưới xóm mình hoài nè phải không? À đúng rồi á, ổng á. Ủa, người ở đâu mà tự nhiên xuống xóm mình mua ghế sim làm gì trời? Thì chắc mua về làm thuốc hay ngâm rượu uống gì đó. Đứng suy nghĩ đi coi ổng làm gì nghe, đi đào đi. Đứng nghỉ, đứng suy nghĩ đi. Co, bởi co. Dạ tía. Mày dạo này đi về nhà tía mày không có dòm trước dòm sau gì chơi nha. Dạ, con đi mừng mà tía. Đi đâu giá cuốc vậy? Dạ, đi đào sim. Sim gì? Dễ sim á tía. Ở đâu đào? Thì dọc bìa gần mình nè. Đào bán rễ sim đó để làm cái gì? Dạ bán. Ai mua cái đó? Dạ nhiều người mua lắm á tía. Ủa, mua đó để làm gì? Đó con đâu biết đâu. Trời đất ơi, mày đào kiểu đó đâu có được mày. Sao không được tía? Chết bằng cái rừng của ta đó. Tí nói làm sao chứ, con đào có chút xíu rồi, lấy gì chết. Thì tự tự nó nhiều. Đâu phải mình mày đào đâu. Mình đào được thì người khác là đào được. Đào cắt cái rễ hết rồi cái cây sao nó sống được. Bởi vì mày thấy không, thiên tai mày thấy không, phá rừng phá đất riết rồi bây giờ nó lỡ sạt sóng gió. Mày thấy từ hồi nào tới giờ đó, cái Việt Nam mình, cái Phú Quốc á, có khi nào mình mà nước lụt không, nước ngập không? Đà Lạt đó có khi nào nước lụt nước ngập không? Mà năm nay đó mày thấy không, nó ngập nó lụt hết chân đó. Con có đào hai chỗ đó đâu tí la con. Mày không đào nhưng mà người khác đã đào. Nó phá rừng, nó cất nhà, nó bán đất, làm thế này thế khác. Đó mày thấy thiên nhiên bây giờ không? Không có được. Dạ biết rồi tía. Muốn sống cho lâu đó nha là không có phá rừng phá núi nghe chưa? Dạ biết rồi. Nói vậy còn đi đâu nữa? Con đi về. Ừ về đi. Không có phá rừng phá đất nha. Dạ. Năm ký là nhiêu? 250. Của hai đứa là 250. Đây lát kia kìa. Trời ơi đúng là tiền tươi thóc thiệt. Nè, anh cũng cần mua số lượng rất là lớn nên mấy đứa về á coi rủ anh em hay là bà con ở nhà gì đó đi đào thêm đi. Dạ để tụi tôi đi đào tiếp. Là bao nhiêu cũng lấy luôn hả? Đúng rồi, anh cần mua rất là nhiều mà có thể là ngày mai là sẽ lên giá nữa đó. Ồ lên giá nữa? Ừ. Ngon. Trời ơi. Ôm tèo. Ông cũng đi đào sim nữa hả? Đào chứ mày, có tiền phải làm hết chứ. Công nhận đánh hơi nhanh dữ nha. Mày nhanh hơn tao nữa. 4 ký nha. 4 ký hả? Ừ. Ký sao mày? 200 luôn hả? Trời ngon mày. Cảm ơn chú, cảm ơn chú. Ít hơn, mình 250, mình nhiều hơn. Mạnh tới 2 thằng. Ngày mai á là tôi cần mua số lượng nhiều. Mấy em về á cố gắng đào lên nha. Đem đến đây bao nhiêu cũng lấy hết á. Mình gom ghế sim nhiều vậy về mình làm gì vậy? Anh không có xài, nhưng mà anh thu gom này á là thu gom cho người ta, thành ra là số lượng rất là nhiều. Ngày mai tôi lên thêm 10 ngàn một ký nữa là 60. Trời ơi. Công nhận đã nói nghe, phi thường bất phú, kinh doanh là dễ làm giàu, bởi vì giờ ai cũng gom súng nhau đi kinh doanh để làm giàu. Ê, vậy giờ mình đi đào sim đi. 20, 30, 80, 8, 2, 8, 8, 4, 8, 9, 8. Giữ đi. Rồi hôm nay anh không ra ruộng luôn hả? Ờ, không em. Hôm nay á, người ta đi thu mua rễ sim. Mua rễ của cây sim? Ừ. Trời ơi, tiền tôi thóc thiệt. Đỡ hơn mừng ruộng. Phải đợi tới hết ruộng rồi mình mới bán, mới có tiền. Rồi nói vậy tính bỏ bê ruộng luôn hay sao? Thì đâu có. Với lại ruộng còn ở đó, mình lo bán ba rễ sim xong thì mình quay lại mình mừng ruộng được mà. Em thấy không được rồi đó. Sao? Lỡ bữa nửa đói, không lẽ nấu cái rễ cây sim đó lên uống cầm chừng hả? Gì thì gì, ở trong nhà có lúa có gạo vẫn hơn chứ. Ờ, anh biết rồi. Mai anh đi mừng ruộng. Ủa mà anh? Ừ? Rễ của cây sim đó nó có công dụng gì mà người ta mua nhiều dữ vậy? Thì người ta mua về chắc ngâm rượu hay làm thuốc gì đó.
Ủa, trị bệnh gì mà ngâm rượu? Anh đâu biết đâu. Mua được giá lắm nha em. Tự 50 ngàn một ký vậy. 50 ngàn? Ừ. Chà, mắc dữ ta. Ủa mà anh, rồi không lẽ lấy cây rễ cây sim đó dục luôn cái thân vậy hả? Ờ, yên tâm mua rễ mình bán rễ thôi. Mà có sao đâu em. Ba cái cây đó nó mọc dứt dai dứt dưỡng dọc bờ đường mình đào đi thoải mái. Có gì đâu. Tao nói thời buổi bây giờ làm ăn cái gì cũng khó khăn hết. Hỡi có tiền cái là ai cũng hùa theo đi làm hết. Tao thấy người hùa đầu tiên là mày ở Ba Lít. Ôi, chim trời cá nước, ai bắt được nó ăn chứ. Biết vậy bữa tao khỏi nói nghe luôn. Có tiền anh em cùng kiếm mày. À kệ đi, trời mà tức quá ha. Giờ tới một cái ghẻ nhỏ xíu thôi, kiếm còn không ra nữa. Biết gì ngày xưa tao đào cá đống luôn, tao để dành giờ tao bán được rồi. Biết kệ người ta đi. Mấy chú mấy chú cho tôi hỏi thăm, hình như là buổi chiều ở đây có người thu mua rễ sim đúng không? Dạ đúng rồi. Bộ chú có rễ sim bán hả? tôi có mấy bao nè. Rồi xuống đây ngồi đợi 1-2 tiếng nữa thương lái tới. Phải chờ 1-2 tiếng thương lái mới tới hả? Sao ta, tôi giờ tôi đang có công chuyện gấp mà vậy á, lỡ việc của tôi hết trơn à. Ngồi đi chứ người ta chưa tới biết sao giờ. Đúng rồi, chưa có đợi dưới chú ơi. Giờ làm sao ta? Tôi nói mấy chú nghe, tôi đang có công chuyện gấp mà bây giờ chờ vậy á là hư việc của tôi hết. Mấy chú ở đây, mấy chú bán giùm tôi mấy cái bao này nha. Thôi chú ơi, chú ở đây chú chờ bán đi chứ ai đâu bán giùm. Của chú bán đi. Đúng rồi. Mấy chú bán giùm tôi đi, rồi tôi tính 40 ngàn ký thôi. Đợi xíu, hỏi ý. Ta thâu vô nhiêu ký? 60 ngàn. Vậy là mình lời một ký được 60 ngàn. Cái gì? Khùng quá. Lời có 20 ngàn, ừ. 40 ngàn vốn rồi. Một ký là 20 ngàn cũng nhiều lắm chú. Còn nhiêu ký vậy? Chú! Cái nhiêu đây là nhiêu ký gãy sim vậy? Ba bao này á là cũng hơn 20 ký, nhưng mà không ấy vậy, tôi tính chẳng 20 ký thôi. Hỏi ý tí. Đợi xíu. Lời 1 ký 20 ngàn, đúng 400 ngàn. Đúng ra. Ê, không ấy giờ ba anh em mình hùng tiền lên đi, có gì lời chị. Thôi mắc công lắm. À không ấy bây giờ cho tôi mượn lương luôn đi, cái này để tôi gánh cho. Rồi chia làm sao? Chia gì? Tôi ăn đủ. Cái gì vậy? Sao chơi cha người ta quá vậy? Ờ, không có tiền rồi ăn lời. Thôi vậy chia ba đi. Hùng tiền đi, 800 ngàn ha. Tôi 500. Ta 100. 500 ngàn. Kiểm tra hàng. Ồ, tư dữ à. 20 ký là 700 ngàn. Cái gì? 800. 800. 800. Ơi, gì nói tức thì. Ờ. Chú à, tao hay quên lắm. Ờ, 800. Hàng ngon không? Ngon. Tươi không? À, ủa anh. Cái này nè, anh đào đâu ra vậy? Không phải một mình tôi đào đâu, mà nguyên một cái xóm tôi ở dưới kia đào á, người ta gửi tôi lên để bán giùm nó. Ủa sao mắc mớ vậy, ở dưới không bán mà lên trên đây bán? Thì đâu có ai xuống dưới mua đâu, thì tôi phải trở lên đây bán nè. Mà tôi nói mấy chú nghe, nguồn hàng của tôi rất là dồi dào, có nhiều lắm. Không ấy vậy đi ha, đi lên đây mà phải chờ đợi lâu lắm. Đúng rồi, lâu lắm. Nhiều khi mấy người kia lên đây đợi mấy ngày luôn mới bán được á. Ờ, ở đây đâu có ai mua đâu, chỉ có ba này mua. Đúng rồi, ba con mua. Thế vậy hen, bây giờ á, tôi đưa số điện thoại cho mấy chú. Cái khi nào có hàng á, rồi tôi trở lên đây. Cái đầu tôi bán cho mấy chú, tôi khỏi phải chờ. 11 ba cứ có nhiều đem lên đây, tụi con mua hết. Rồi tụi con ở đây, tụi con giăng nắng, tụi con chờ người ta tới mua giùm cho. Bấm số đi. 0909. Đó. Rồi, qua chưa rồi? Rồi. Rồi, qua rồi đó. Đó, có gì cứ liên hệ qua nhau. Rồi. Làm ăn lâu dài luôn. Lên. Ê, lại đẩy. Rồi, đẩy. Gì vậy? Hả? Xe tôi. Quên. Chị lấy đồ xuống trả xe chú à? Không phải. Nhớ nhớ muốn đem lên bán tụi con nghe. Cẩn thận. Rồi. Vậy nha. Rồi, tới luôn. Con. Chú bánh gì? Chủ nhà ơi, chú ơi, có gì không? Dạ, cho con hỏi thăm xíu chú. Vô đây mày. Dạ, con chào chú. Hỏi gì? Dạ, chú cho con hỏi nhà mình có nuôi trâu không vậy chú? Làm nông rồi phải nuôi trâu, đừng cày ruộng chứ, ngồi đó đi. Dạ, con cảm ơn chú. Nước đi. Ở trâu làm gì? Dạ, con đi mua móng trâu hả chú? Mua móng trâu làm gì? Dạ, con mua móng trâu để xuất khẩu đi nước ngoài. Dạo này á, ở nước ngoài á, người ta rất là chuộng móng trâu.
nên móng trâu á có giá dữ lắm chú. Móng trâu người ta có 4 cái chân à, rồi mà đi mua 4 cái móng, rồi con trâu sao nó đứng đi cài được. Chú, con trâu nó đâu cần đứng đâu chú, 4 cái móng của nó đã gấp đôi tiền con trâu rồi. Bây giờ á mình thịt nó đi, mình lấy móng bán chú. Thôi mày đừng có tào lao, mày đi nghe ở đâu vậy? Tự nhiên là con trâu người ta mày đi mua 4 cái móng, mày làm chuyện ác nhân sao đất vậy? Thôi đi đi, tao điện báo công an à. Dạ, vậy thôi, con chào chú. Phá hoại mùa màng hả? Khùng. Quá đáng lắm luôn. Thiệt, quá đáng quá trời luôn á. Gì quá đáng? Cái ông bán ghế sim cho mình á. Sao? Lúc đầu hô bán 40 ngàn, cái giờ lên 45 ngàn, cái giờ ông lên 55 ngàn luôn rồi. Quá đáng lắm luôn á. Ui, hai gục. Đâu, thông minh tính giùm tôi cái này coi. Ổng bán cho mình giá 55, mình bán ra giá 70. Ở đây mình có khoảng 200 kg, mình bán ra là 1 kg mình lời được bao nhiêu? 15 ngàn. Là mỗi người được lời 5 ngàn, mà trên 200 kg. Ê, coi bộ cũng ngon ha. Mình khỏi phải mất công đi đào. Coi nắng nơi cực khổ. Ê, thì bởi vậy văn xẻo lá mình bây giờ ai cũng chuyển qua kinh doanh mua rễ sim hết trơn rồi, đâu phải một mình làm đâu. Cái ông thương lái này sao giờ này chưa lại nữa ta? Mấy tiếng đồng hồ luôn. Đợi nãy giờ không thấy tới. Mà Lích, ngồi hết hết hoài, lấy điện thoại gọi ổng coi chừng nào ổng tới. Ờ ha, quên. Kêu ổng lại lẹ nha, không hôn là trễ là bán người khác, không là lên giá. Ừ, kiếm món khác bán luôn. Ừ. Thôi. Gì? Sao cái điện thoại ổng tao điện ỏi vậy? Ê, hai bay ơi, hai bay ơi, hai đứa bay có cảm giác giống tao không? Cảm giác gì? Có khi nào mình bị gạt không? Chắc không đâu. Nhiều khi ông chạy xe dọc đường xe hư, hay là ông bị tai nạn gì đó tắt điện thoại. Mày đừng có tự an ủi bản thân mình nha. Chạy xe té xe hư xe gì đó tắt máy làm chi? Tự nhiên hư xe tắt máy làm gì? Ê, với sự thông minh của hai người á, nghĩ coi ba đứa mình gánh hết nhiêu. Dạ, mời tiếng uống nước. Bữa nay tí biết vì sao tụi con bị ta lừa. Nói vậy là tí không trách tụi con nữa hả tí? Trách thì vẫn trách, nhưng mà tí biết tụi con bị đánh vô cái lòng tham. Mà trên đời này mấy ai không tham, không ham sân si với nhau, chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi, chứ không có thấy được cái hại lâu dài. Ủa sao tía biết tụi con bị lừa vậy? Mới chiều qua nè, có thằng là tới nhà mình đòi mua móng trâu nè. Ủa vậy hả tía? Nó nói 4 cái móng con trâu đó mắc gấp đôi cái thịt con trâu luôn. Sao tía không chịu nói con? Chi vậy? Để con bán gỡ lại vụ tiền rễ sim. Tao đập mắt dịch à, để con trâu mày đi cưa bóng cái giò mày đi bán hả? Dạ. Mày đừng có làm ăn cái chuyện bất đức chứ nghe. Tao cưa hai cái giò mày tao bán mày chịu nổi không? Tao cấm mà. Chú em chạy xe ôm đúng không? Dạ đúng rồi, anh đi đâu vậy? Có rành cái xẻo lá này không vậy? Trời, hỏi ngộ không? Người ta xe ôm, người ta dần xẻo lá rồi hỏi rành đường không? Đi đâu em chở cho? Tôi muốn chú em chở tôi đi vòng vòng. Kiếm nhà ai hả? Tôi đi mua hàng. Mua gì? Tôi đi mua cao non á. Chú em chở tôi tới nhà nào mà có cao non á để tôi mua. Vậy là anh là dân buôn đồ này kia ha? Chính xác. Nè, tiền công tôi trả cho chú 200 ngàn. 200 ngàn hả? Trời, vòng vòng không nói 200 ngàn. Hứa chắc không? 200 ngàn nha. Lên liền. Đúng người đúng thời điểm rồi. Hứa nghe, 200 ngàn á. Anh nói kỳ vậy anh Tèo? Ủa nào giờ người ta lấy cao già người ta ăn, chứ có ai hái cao non ăn đâu. Ai biết đâu, chứ không lẽ tao nói dốc mày. Bữa hổm tao chở ông khách đó đi kiếm mối mua cao mà, tao bắt tận tay dai tận mắt chứ bộ. Trời, nó làm như anh đi bắt ghen người ta. Không phải bắt ghen, mà tao bắt gặp. Tao bắt gặp ổng xách bao cao non, tao còn chở bao cao non gì mỏng mà.
Đúng rồi, thằng Tèo nói mày tin nó đi. Ước gì bà tao ngày xưa nhai cao rồi rải mầm cao khắp vườn đất nhà tao. Ước gì tao cũng có bà. Tôi ước gì, ủa, tôi có nguyên cái vườn cao của tía tôi, tôi cũng có bà ăn cao mà, mất gì phải ước. Thôi về nhà tía hái cao. Dạ tía, con mới qua. Ừ, có chuyện gì không con? Dạ tía, hình như cao của nhà mình đó, nó mới vừa ra trái không tía? Ừ, ra quá trời, một cây nào cũng có ra hai ba quậy chứ. Dạ tía, tía cho con leo lên hái nha. Ừ, hái làm gì làm đi chứ để làm chi. Tía, tía có ăn không? Trời ơi, tao ăn chậu cao gì đâu. Để đâu con. Không vậy, con hái hết rồi nha tía. Ừ, hái làm gì làm đi chứ để làm chi. Dạ ba, cái này con leo 1 phút 30 giây. Sẵn rồi kéo mấy cái tàu bò khô xuống luôn nha con. Dạ. Ủa thằng này làm gì mà xin cao bẻ hết dữ vậy trời. À. Vậy bãi. Mới đây xin cầu que rồi. Dạ. Dạ. Cái gì? Con leo lên cây cao, con trượt xuống. Trời ơi, leo cây leo ngối từ từ thôi, hái cho ai ăn đâu mà gấp dữ vậy? Dạ con bán tía. Tao thâu mua cao non á, mà giá cao lắm tía. Thâu nguyên buồn á, cân ký tới 120.000 ký. Gần đây sao thương lái nó hay vô xẻo lá mình mua ba cái đồ lạ không nha. Không có thằng đi mua móng trâu. Dạ. Còn thằng mua rễ cây sim. Ủa nó mua làm gì? Thì chắc người ta mua cao non về người ta xây làm bột cao hay gì đó cũng đâu biết đâu tía. Ủa rồi thằng mua ra đâu? Còn cũng biết nữa, mà chiều mai ổng ghé lại. Chiều mai nó ghé hả? Dạ. Chiều mai dẫn tía đi gặp nó nha. Dạ. Ui, bác hai, lại tính tiền hụ con ơi. Lộc con ơi. Ủa quen hả chú, hai quen hả? Kêu lột thì mình cứ lột đi, có gì đâu. Ta kêu kháo mặt ra để ta nhìn bà con, có gì đâu. Ui, ghé nhà tôi hỏi mua móng trâu đó nha. Ui, cái ông này hôm bữa kêu mình mua sim nè. Ông này là cái ông bữa hộp tao chở đi mua cao non nè. Ủa sao kỳ vậy? Ông tự biên rồi, ông tự diễn luôn kìa. Hèn chi ai cũng đi kinh doanh hết trơn. Ông tự mua rồi tự bán luôn, rồi tự làm giàu luôn vậy hả? Mày biết không, nó đi mua cái này nè để nó phá hoại mùa màng nông dân mình đó. Đời thở ai mà mua móng trâu làm gì? Mấy con bậy ham lợi nhuận á, phải không? Vậy cắt chân mấy con trâu đem đi bán với ba cái rễ cây sim á, cắt cái rễ cái là chết cái cây người ta rồi. Còn cao người ta vậy đó, mày mua cái trái cao mà non để làm gì? Phá hoại mùa màng đó hả? Chứ nó vậy lòng con thấy có lỗi với mấy cây cao nhà tiếu quá. Vậy tao cũng thấy có lỗi với rừng sim của tao quá, có lỗi với mấy đứa con nít xẻo lá nữa. Mới mốt lấy gì nó vô trong gừng sim, nó hái sim, nó có ký ức tuổi thơ của nó. Tại ông á. Ủa, rồi tao biết kiếm cái gì để có lỗi đây ta? Tao thấy tao cũng sắp có lỗi với ba thằng bay. Ủa, chú hai bị gạt hả? Vụ gì bác hai? Chiều nay về đó là phải xử ba thằng bay nè. Cái tội ngu á, cái tội ham tiền á, ham lợi nhuận á, nghe lời người ta đi làm ba cái chuyện tầm bậy đó, ảnh hưởng tới bà con nông dân mình nè. Đó, còn mày, tao nói rồi đó ngang, một chút nữa trên xã người ta xuống tới đây nè, người ta dẫn mày về trên đó, mày phải khai ra cái thằng nào chủ mưu mày, thấy không? Đi phá hoại mùa màng của người ta. Bắt hết đi, đủ quân bất nhân. Rốt cuộc rồi cũng hại nhau. Làm gì mà ngồi lẩm bẩm mình vậy? Ai đời đi mua rễ sim, móng trâu, cao non, rồi dân mình đổ sâu đi gom. Cây chưa có kịp lớn đem đổ, trái chưa kịp ra đem hái, nó thu hết sạch. Rồi hết hàng thì dân mình đi kiếm, nên nó bung hàng ra, nó bán gấp 10 lần. Trời đất ơi, đồ cái quân ăn cướp. Đúng là cái thời buổi nhiễu nhương thiệt chứ. Thằng bấy coi nhà mình nhẹ dạ, dính chưởng luôn. Thằng bái cò cũng đi thâu hàng cho nó hả? Ừ. Vậy rồi mấy buồng cao non ở nhà mình là nó chặt á hả? Chính hắn vậy.
tôi cho. Trời đất ơi, bà tính đâu hả? Kiếm nhái. Không có nói với con nhái là tôi nói bể còi dính trưởng nha. Ông mới nói đó gì nữa? Dám chơi không dám chịu. Bà nói á là tôi chối đó. Bà chịu á. Ừ. Ủa sao? Khô ngon không ông? Ngon. Khô này mà làm mồi nhậu á là bá cháy luôn. Ờ. Vậy lát tôi đem qua cho vợ chồng hai nhái một mớ. Trời đất. Bà gả con chứ không phải bù của đâu mà cái chuyện đem bển trơn vậy? Thì vợ chồng nó còn trẻ, với lại tụi nó cũng ở riêng nữa. Có gì mình chạy qua chạy lại đi chăm sóc tụi nó cũng được chứ. Dạ. Ủa? Thế má không mới qua. Ủa nhái, dạ. Sao qua sớm vậy con? Ủa nhỏ đang mập đúng không? Dạ thằng nhỏ nó đang ngủ bệnh á. Cái con điên mình luôn. Con mua đồ gần đây nè, con sẵn qua thăm tí má. Mày mà không qua đây, một lát bà cũng qua bển nè. Ủa má qua con chi vậy má? Ừ, thì má đi chợ á, mới mua mới khô này nè. Thấy ngon quá, tính lát đem qua cho vợ chồng bay đó. Mèn đét ơi, trời khô ngon dữ hết trời. Trời cái món này là con thích lắm luôn á. Trời con ghiền qua cái khô này dữ lắm nè. Thì sao hồi lúc trước má mua cho con, giờ má mua cái lắm vậy? Thì lúc trước má đâu có biết nó ngon. Thì giờ tía mày khen ngon thì mới tính đem qua cho tụi bay nè. Ừ, mà nó không có mặn hay ha, vừa ăn ghê á. Nhai. Dạ. Có chồng rồi, ăn uống ý tứ chút xíu coi. Tía ngồi đây để đây mà kêu bệnh. Ăn uống ý tứ gì hết trơn à. Mà tía mà nói chuyện ăn uống, tía cũng rầy con nữa. Tao nói còn cãi nữa. Đó, coi cái tướng ngồi kìa. Mày ngồi cái tướng mày tao tưởng nước lụt tới nơi rồi đó. Bỏ chứ chú coi. Tía, ngay tía sao vậy? Nè, hồi xưa ở trong nhà thì sao cũng được, bây giờ làm dâu rồi, thấy không? Từ ăn uống là đi đứng cũng phải ý tứ một chút, chứ không ai tao quánh giá, hiểu không? Ai quánh giá đâu chứ ơi, ngồi sao thấy thoải mái rồi, cằn nhằn chi ba cái chuyện đó. Phả hả, tía má chồng con đâu trách chức khi ba chuyện này đâu, tía má nói lại. Nè, tao nói mà không nghe, mai mốt mà người ta mang vốn, tao đánh chết tía mày luôn đó. Chết tía ai? Nè, tía mày nói đúng đó. Bây giờ á, có chồng rồi thì phải ý tứ một chút, chứ không phải gì mà lúc còn ở nhà mình đâu. Con biết rồi. Nhái này sẽ không để cho tía má phải mất mày mất mặt với ai hết trơn á. Ừ. Đâu hả? Đi chợ. Chợ sớm nè. Thì đi sớm sớm lựa mấy đồ ngon ngon để dành mai đã vợ chồng bảy cò. Chà, con bộ cưng con dâu dữ ha. Có hai vợ chồng buồn hiu à, kêu tụi nó về ăn cơm cho vui cửa vui nhà. Vậy kêu nó sanh đứa đi, gửi về đây vợ chồng mình nuôi cho nó vui cửa vui nhà. Thôi, chuyện con cái để tụi nó tự quyết định. Không quay bà sanh đi. Tào lao không mà. Đi chợ à. Mẹ thương bảo con thân gái đục trong, mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều cưng, chẳng thèm liều lo lấy thân, lỡ mai về bệnh khó lòng. Nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu, ba bên bốn họ nhìn ra ngó vào. Họ hàng cô bác thì đông, mẹ chồng em dâu biết không, đừng ngồi nổi năng lừa lời. Bà thấy gì mà cười biết chi dữ vậy? Anh, hồi nãy em nằm mơ thấy tía má đang hát song ca với nhau luôn á. Rồi còn dặn em đủ thứ nữa chứ. Tía má dặn em gì? Tía má dặn á là
cái cách mà về làm dâu bên nhà chồng như thế nào á. Tự nhiên nằm mơ gì đâu kỳ cục vậy, bộ mới lấy chồng có mấy ngày nhớ tía má hả? Dạ nghe má. Dạ má gọi gì vậy? Má nói á, kêu em mai để đi chợ hai vợ chồng qua bển ăn cơm. Dạ. Ừ. Được. Má mới qua. Ừ. Dạ. Gì mà sắp đồ nhiều vậy con? Má. Ừ? Ủa hôm nay ngày gì vậy má? Có ngày gì đâu. Tía bay á, không có ai ăn cơm ổng buồn. Ông nói gọi điện kêu tụi con qua ăn cho nó vui. Trời đất ơi, vậy mà con tưởng nó ngày gì. Con đi ra chợ con mua quá trời đồ ăn luôn nè. Ủa má có dặn bảy cò nói đừng đi chợ rồi mà. Ừ, thì anh cũng có nói với con mà con tự đi mua thêm á. Thôi mà kệ đi, lâu lâu mình ăn bữa hoành tráng đó ha. Ừ, thì tùy. Dạ. Ủa mà con mua cái gì vậy? Dạ, con mua cá lóc nè, cà chua, định làm cá lóc kho tộ. Rồi mua bó rau muống về nấu canh chua rau muống á má. Thấy được không? Mấy cái món này tía bay cũng thích lắm nè. À, con có mua thêm mớ mực nữa nè. Con định làm mực xào sa tế. Má thấy thì sao? Ở nhà tía bay với lại bảy cò là thích ăn món mực dồn thịt. Nhưng mà bây giờ mình xào sa tế đi. Đổi đi cho nó lạ. Đổi vậy má ha. À hồi nãy con có mua cái này nữa. Trời ơi bơm nãy bán ngon quá nên mua cũng mớ. Nhưng mà cái cây ở trong nhà trong vườn cũng nhiều rồi con. Mua mấy này coi chừng ta xịt thuốc á con. Thôi để đó đi. Con lặt rau muống đi. Là cái má khâu cái áo cho tía rồi chút vô rồi má phụ con. Thì thôi để con vô con lấy cái rổ cái. Lặt đi con. Khâu áo cho tía bay cái. Ủa rau muống tươi ghê không? Nhìn bó rau muống là thấy ngon rồi, biết thấy là biết đi chợ rồi đó. Thì ở nhà con hay đi chợ giùm má con hoài à. Khoan. Dạ? Con bỏ nhiều vậy, bỏ ít thôi con, bỏ mấy cái lá dưới gốc này thôi nè. Còn cái đọt này mình ăn được mà. Đâu? Đây nè. Má con dặn là phải bỏ hết mấy cái lá này đi, chỉ lấy cái cọng trong ăn nó mới giòn mới ngon chứ má. Má biết rồi nhưng mà bỏ mấy cái lá dưới gốc thôi, rồi mình cái đọt này mình ăn được mấy cái lá trên này nó cũng ngon. Bỏ vậy nhiều nó phí lắm con. Mình bỏ ít ít thôi. Hay để má lặt rau cho. Con kho cá đi. Cái rau này má lặt cho. Lặt chút xíu xong hà. Dạ. Kho cà chua. Ủa? Dạ. Cái bịch đen đen á là gì vậy con? Dạ là mỡ heo á, mình mà kho với cá là số dách luôn á má. Mỡ heo kho với cá lóc thì cũng ngon á. Nhưng dạ. Mà không được con ơi. Tía con á, ổng bị cholesterol cao, mình không có kho được với mỡ heo đâu. Ủa mình không kho với mỡ heo rồi mình kho gì má? Kho dầu đi con, dầu cũng ngon á. Má để cho dầu trong tủ á. Hay để má làm cho. Thôi. Hả? Cái này con làm được cũng làm hàng ngày rồi, giờ hợp không có gì đâu má. Nói vậy chứ tía bay á cũng kén ăn lắm á, làm mà không vừa ý á không ăn đâu. Trời đất ơi, cái khoản nào thì con không biết, nhưng mà cái khoản nấu ăn đó là con tự tin lắm, má yên tâm nha. Vậy con vô con nấu ăn, má lặt rau giùm cho con nha. Chút má vô. Dạ.
Cả nhà ăn cơm nè. Dạ. Má, để con bắt cho. Mẹ con bà lố à. Ăn cơm cũng thay đồ rồi nữa. Để ý dữ ha. Thì hồi nãy nấu ăn xong hai má con thấy hôi quá cho nên đi tắm cho sạch sẽ con ha. Dạ. Tía. Ừ? Vừa ăn mà nhìn thôi là cũng biết ngon rồi ha tía ha. Ôi đừng có nịnh. Vừa vừa thôi làm quá nó lộ coi không được. Có người ta phân bì bây giờ đây nè. Làm như là tôi rảnh rang lắm phân bì. Ờ mà nói nào ngay cũng có đó. Có một chút. Ăn cơm. Dạ. Gì vậy? Trời cái gì vậy? Trời đất ơi cái gì mà nó cay quá trời quá đất vậy? Bà biết tôi ăn cay không được mà bỏ ớt chi cả đống vô trong này làm sao tôi ăn được, muốn giết tôi hay gì á? À, không tía tía. Cái món này là con nấu á. Con nấu á hả? Dạ. Quý thần ơi. Cay quá con ơi. Dạ tại nhà con ăn cay quen cái giờ con nấu vậy. Không sao con. À, lỡ rồi. Làm sao để ý chút ha. Tía ăn cay cũng được nhưng mà ăn có cái tàn. Vậy hả? Sao không nhắc em? Dạ thôi tía ăn món khác đi, lần sau con rút kinh nghiệm. Uống miếng nước cam cho nó đỡ cay. Dạ. Đỡ cay quá trời. Gì vậy? Canh gì? Canh chua chứ canh gì? Canh chua hay là chè rau muống? Ngon mà tiếp. Tôi thấy thằng Bảy cò vậy chứ mà nó được hơn ông á nghe. Được gì? Nó được cái trẻ hơn tôi thôi chứ được cái gì? Được hơn ông chứ. Đó. Nó biết khen vợ nó nấu ăn ngon kìa. Có khi nào ông khen tôi không? Mày thấy câu nói của mày tai hại cho cái người lớn tuổi người ta chưa? Dạ thôi mời tí má ăn cơm. À, ăn cơm đi con. Dạ. Để tí má gấp chiếu. Dạ, con xin lỗi tí má. Không biết không sao con. Lần sau để ý ha. Dạ. Thôi ăn đi. Dạ tí má ăn cơm. Ừ. Yeah, thôi ăn cá kìa. Cá ăn được á. Sao nữa vậy tiếp? Mày ăn thử coi. Cá hay là muối? Hay là muối cục? Dạ con xin lỗi tía. Tại nhà con ăn mặn quen rồi. Cắp kho thì phải mặn. Ăn cơm mới ngon chứ tía. Ờ đúng rồi. À, cá mà mình kho mặn á, ăn với cơm nó ngon. Nhưng mà tía con á kiêng, không có ăn mặn được. Bà rảnh á, bà chỉ con lại. Mỗi nhà mỗi khẩu vị khác nhau. Nhà tứ ếch khác, nhà hai lúa khác nha con. Tía bị huyết áp mà con nấu mặn kiểu này đó là có thể tía từ giả mẹ con cho con tía đi sớm. Tía đừng có nói quở như vậy. Con biết rồi, lần sau con không dám gì nữa đâu. Con sẽ rút kinh nghiệm mà. Dạ. Thôi ăn cơm. Ăn đi con. Dạ. Ủa? Sao ông thôi rồi? Bộ no rồi hả? Thường ngày ông ăn 2-3 chén lận mà. Hôm nay mới con chén rồi sao no? Không biết làm sao. Dạo này ăn uống không thấy ngon miệng gì hết trơn. Tôi biết rồi. Thiếu con hai nhái phải không? Cả nhà mình á, ngồi ăn cơm chung mấy chục năm rồi. Tự nhiên giờ nó đi lấy chồng cái ngó lần nó lui. Có hai vợ chồng không thấy quen. Thì tôi á cũng như ông vậy. Nhưng mà
mình gả con đi lấy chồng rồi thì phải chịu chứ biết sao giờ ông. Biết vậy á, đẻ thêm hai ba đứa đi, không có đứa này cũng có đứa kia hữu hỷ. Kiếp trước đó là bà tu chính kiếp, bà mới gặp được hai lúa này nè. Chứ bà gặp thằng khác thử coi. Đó, đánh mà không rớt xuống đất chứ đừng có nói dẫn chơi hoài. Thử đi, ông mà vũ phu kiểu đó hả, tôi bỏ ông 8 kiếp rồi, chứ đừng nói mà tôi chịu đựng tới giờ. Dạo này tôi thấy bà có bộ chả treo dữ nghe. Nói 10 câu 10 đớp lại, 10 câu 10 đớp lại á. Thì ông trả tôi phải treo chứ, cái gì phải thôi chứ, quá đâu được. Giờ tôi hỏi bà nè, gọt trái cây xong chưa, đưa một miếng ăn cho ngọt miệng coi. Nãy ăn cơm thấy không ngon rồi, thấy lợt lạc quá. Ủa tay đâu, bóc đi, có sẵn rồi đó. Ủa cái này là bà phải đưa chứ. Cái nào tôi bóc là tôi bóc, còn cái nào bà đưa là bà phải đưa. Nè, những cái bà cũng phải tự bà đưa chứ. Ông á, hồi nãy á, tôi thấy ông như vậy là hơi quá đó nghe. Quá gì? Tôi thấy mặt hai nhái nó buồn hiu à. Làm gì bộ? Có sao tôi nói vậy chứ? Nó làm chưa đúng rồi, góp ý cho nó biết nó sửa chứ. Buồn gì? Nhưng mà là dâu mới thì làm sao mà khỏi sai sót được, cũng phải từ từ chứ. Tôi nói vậy chứ tôi có ghét bỏ nó đâu, tôi vẫn thương nó cũng như con mà. Nhưng mà nó làm chưa đúng, nói để cho nó sửa. Biết rồi, nhưng mà cũng phải tùy cách nói chứ. Nói thì sao cho con nó không buồn chứ. Vậy bà rảnh mà ở nhà bà dạy nó đi. Tôi tính tôi nói sao tôi nói vậy đó. Sao? Ờ, từ từ tôi dạy con. Hai nhái nó cũng là đứa ngoan hiền, biết nghe lời. Nói gì thì nói chứ con dâu tôi chịu rồi đó. Hơi vụng về chút, nhưng nói biết nghe, biết sửa, vậy là tốt rồi. Tía má. Hử? Dạ, bữa chén xong rồi hả con? Dạ má. Ăn cái cây nè. Hãy đứng cho cây đi. Dạ. Em ăn đi. Dạ cảm ơn má. Dạ. Bình thường ăn giỏi ạ. Qua bàn tay của má, ngon dễ sợ luôn á má. Không ngon sợ ở với tao tới giờ này được. Đứa nhỏ ngoại dữ hả con? Dạ. Sao không đem cháu qua đây chơi, nhà có con nít chạy tới chạy lui cũng vui ông ha. Dạ có con nít chứ mới vui chứ. Hai đứa mới coi sanh đứa đi, lớn rồi chứ chờ đợi gì nữa. Sanh không sanh đâu kêu má mà sanh nè. Bậy à. Ủa nhái em sao vậy? Bị gì vậy? Nó bị gì vậy? Tía má, ăn gì vậy con? Bị gì á? Nó mắc nghẹn, vỗ sau lưng nó một cái. Vỗ lưng á con. Trời ơi, mày vỗ mày sợ nó đau hả? Vỗ cho nó mạnh coi. Dạ. Má mới qua. Ủa? Qua rủ má đi chợ hả nhái? Dạ. Với kinh nghiệm mấy chục năm làm dâu của má, má sẽ truyền hết cho con. Sinh nhật tía má, món ăn yêu thích, màu yêu thích. Còn cái gì nữa ta? À, nước uống yêu thích. Ủa, anh mới về. Ủa, mình ghi gì vậy? Anh coi dùm cho em coi còn thiếu cái gì nữa không? Ghi gì đây? Sinh nhật tía má. Ừ. Món ăn yêu thích tía má, màu yêu thích. Còn thiếu cái gì nữa không? Ghi vô giùm cho em đi. Ủa? Em ghi mấy này chi vậy? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trời ơi. Tía má anh chứ đâu phải là địch gì đâu mà em làm như đi đánh lộn, trăm trận trăm thắng. Không phải. Ý là em muốn biết hết thông tin của tía má, để từ rày về sau không có làm sai nữa. Thiệt khờ dữ lắm. Cần gì ghi ba này cho cực nhọc. Mình ở chung nhà, mình sống riết, mình hiểu ý gì hết trơn à. Không, từ sau ngày hôm qua em quyết định, quyết tâm biết thật nhiều thông tin về tía má, để chăm tía má khỏi thất vọng về em nữa. Bởi ta nói đàn ông mà
sẽ không bao giờ hiểu được những tâm tư của người phụ nữ hết á, mà đặc biệt là người phụ nữ mới về nhà chồng như em nữa chứ. Má em dạy làm dâu khó lắm.